Hiện tại theo các nghiên cứu thì từ năm 2015 thì cái số bệnh nhân mà mù do đục thủy tinh cả hai mắt ước tính khoảng 200.000 ca. Bệnh nhân mà có thị lực kém thì người ta sẽ rất hạn chế trong các hoạt động sinh hoạt cũng như trong quá trình làm việc. Thấu hiểu được nỗi khó khăn đó, sư phụ Thích Trúc Thái Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc hỗ trợ, đem lại nguồn sáng cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn mắc những bệnh về mắt. Đây cũng chính là tinh thần từ bi, cứu khổ trong đạo Phật mà sư phụ đã chia sẻ trong lễ khai mạc chương trình Mổ Mắt Từ Thiện mang lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể hồi tháng 8 năm 2019 với sự phối hợp giữa Chùa Ba Vàng, Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Thụy Điển. Đất nước chúng ta, cái thực trạng những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt còn rất là nhiều. Thì cái trách nhiệm mang lại một cuộc sống mạnh khỏe, ấm no và hạnh phúc cho mỗi người thì không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà bây giờ là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Thì kính thưa quý vị, với cái tinh thần từ bi cứu khổ thì Chư Tăng và Chư Ni Phật tử Chùa Vàng rất quan tâm đến cái hoạt động từ thiện thiện nguyện. Cho nên Chùa Ba Vàng cũng thành lập hẳn một ban từ thiện xã hội để đặc trách chăm lo các cái hoạt động từ thiện thiện nguyện của chùa. Và trong những năm qua thì các hoạt động thiện nguyện của chùa cũng rất là tốt và cũng được sự ủng hộ tài trợ của nhiều các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Thì trong những năm qua Chùa Ba Vàng cũng đã tổ chức các chương trình mổ mắt từ thiện như thế này. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019 và đợt 2 là từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2019, Chùa Ba Vàng đã kết hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể cho nhân dân, Phật tử, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới, hành trình đi tìm ánh sáng cho những bệnh nhân đục thủy tinh thể. Là một Phật tử thuận thành, cũng là người đã kết nối giữa ban lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương và Chùa Ba Vàng để thực hiện chương trình mổ mắt từ thiện cho bệnh nhân nghèo, chị Đoàn Thị Minh Huệ, điều dưỡng trưởng khoa chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương đã có những chia sẻ. Chị rất là tâm nguyện các cái chương trình từ thiện đối với người bệnh, mong muốn là người bệnh có được cái ánh sáng để nhìn đời, nhìn cuộc sống và tự mình có thể tự làm được các công việc để mình bản thân nuôi sống mình, nuôi sống gia đình. Và khi mình đã làm được và mình đã được rất nhiều các thứ rồi thì mình có thể là mình sẽ giúp đỡ lại những cái người khác lại có hoàn cảnh cũng giống như mình hoặc là khổ hơn mình. Với mong muốn đem lại đôi mắt sáng, khỏe cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện với tâm nguyện hết sức cao quý đã vượt qua bao khó khăn để mang lại đôi mắt sáng cho nhiều người. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, trưởng khoa chấn thương mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ. Khi mà được làm một cái việc gì trong cộng đồng ấy, thì bao giờ người ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhất là làm một cái việc mà tất cả những cái bệnh nhân ngày hôm nay cũng phải cảm ơn là thầy, sư thầy ở Chùa Ba Vàng đã kết nối để đem lại ánh sáng cho những cái bệnh nhân mà lẽ ra là người ta sẽ khó có điều kiện để mà có thể được đi mổ. Và bây giờ là người ta có điều kiện để người ta được đi mổ, được giải phóng mù loà, đem lại ánh sáng. Và tất cả các ca mổ hôm nay đều thành công cả. Thế vì vậy nên là tôi cũng rất là vui, bởi vì là tôi nghĩ rằng là mình đã giúp cho được những cái người mà vì một cái hoàn cảnh nào đấy mà người ta khó có thể có lại được ánh sáng. Và bây giờ chắc là chỉ đến sáng ngày mai thôi là người ta sẽ lại nhìn thấy được. Thì tôi cũng cảm thấy là rất vui, rất hạnh phúc về cái điều đấy. Để góp phần giúp cho chương trình mổ mắt diễn ra thành công, ngay từ sáng sớm, Đại Đức Thích Trúc Bảo Giác cùng Phật tử và các bạn trẻ đã chuẩn bị phương tiện, đồ ăn sáng và những đồ dùng cần thiết cho bệnh nhân. Hầu hết các bệnh nhân đều lớn tuổi, gặp khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt. Nhiều bệnh nhân không có người nhà đi cùng, nhưng đã được Chư Tăng và các Phật tử hỗ trợ hướng dẫn, chăm sóc rất tận tình trong suốt quá trình thăm khám trước và sau phẫu thuật. Kính thưa quý Phật tử, xuất phát từ tâm nguyện lo cho sức khỏe mọi người của sư phụ nên đã phát sinh ra các duyên lành, đó là có rất nhiều các đoàn y bác sĩ về thăm khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Có thể nói chương trình khám mổ mắt là một chương trình từ thiện mang ý nghĩa thực tiễn và mang giá trị nhân văn sâu sắc, bởi qua chương trình này các bệnh nhân sẽ được cải thiện về tình trạng của mắt, giúp cải thiện cuộc sống và quá trình tu tập của mình. Mong rằng chương trình khám mổ mắt lần này sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và mang lại đôi mắt sáng khỏe cho các bệnh nhân. Mọi người tham gia chương trình sẽ được
kết duyên với Phật Pháp, tín tâm với Tam Bảo, trở thành các Phật tử thuận thành, mang lại lợi ích cho chính mình và lợi ích cho mọi người xung quanh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Thật sự là em làm mà em không biết mệt, cũng không biết đói luôn. Đấy. Thế nên là khi mà được giúp đỡ các bác ấy, em cảm giác giống như là mình được giúp đỡ những người thân trong gia đình của mình vậy. Cảm thấy rất là xúc động. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ sư phụ, Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng như đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Trung ương và sự chăm sóc, giúp đỡ nhiệt tình từ các Phật tử, các bạn trẻ trong câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng, các bệnh nhân vô cùng cảm động. Được sự quan tâm của nhà chùa thì là bệnh viện đưa đón, thậm chí ăn uống, nghỉ ngủ, chữa bệnh mà không mất gì. Vâng. Và thật là xã hội ta, nhà chùa, bác thấy là tuyệt vời, thật là nhân văn. Bác thấy là nhà chùa rất là tận tâm, tận tình. Đấy, đưa đón Phật tử như thế là bác thấy quá tuyệt vời. Thế còn ở bệnh viện thì lại nên đến đây lại gặp được các cháu ở cái câu lạc bộ Tuổi Trẻ, các cháu đưa đón rồi dẫn, như là cái trường hợp của mẹ của bác, nếu mà một mình bác là hơi mệt, thế nhưng mà các cháu là hai ba đứa nó xốc lách cho nó đùn xe rất là tuyệt vời. Bác rất là cảm ơn nhà chùa đã có cái chương trình này với bệnh viện và các cháu. Nếu như mà độc gia đình nhà bác thì thật sự là vất vả đấy. Hành trình đi tìm ánh sáng cho những bệnh nhân đục thủy tinh thể do Chùa Ba Vàng phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương đã diễn ra thành công viên mãn. Chương trình không chỉ giúp cho các bệnh nhân có đôi mắt sáng thuận tiện trong sinh hoạt đời thường, giảm khó khăn cho bản thân gia đình, mà còn giúp cho tất cả mọi người tham gia chương trình khởi được tâm thiện lành, tin kính Tam Bảo, sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong niềm hoan hỷ và hạnh phúc. Mong rằng chương trình sẽ được lan tỏa ngày một sâu rộng, để cho nhiều người cùng được tìm lại ánh sáng từ đôi mắt tới tâm hồn.